Minh Phát biết chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát nhé. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi bản tin cập nhật giá vàng buổi chiều ngày hôm nay, thứ sáu ngày 2 tháng 7 năm 2021. Hiện tại là 15 giờ buổi chiều ngày hôm nay các bạn nhé. Minh Phát xin cập nhật giá vàng trong nước và thế giới để cho các bạn nắm được. Vàng thế giới hiện đang ở quanh mức giá là 1.778 đô la Mỹ một ounce. Tức là so với buổi sáng và buổi trưa ngày hôm nay thì vàng thế giới nó chỉ quanh quẩn ở cái mức này, nhưng mà nó không thể tăng. Ngược lại thì giá vàng trong nước mình đã tăng rất là mạnh các bạn nhé. Không biết chuyện gì đang xảy ra đây, trong khi thế giới chỉ nhích nhẹ thôi, tăng khoảng hơn 2 đô la Mỹ một ounce thôi, với tỷ lệ 0,12% trong phiên. Thế nhưng trong nước mình đã tăng tương đối là mạnh tới 300.000 đồng một lượng đối với vàng SJC. Còn đối với đồng tiền điện tử Bitcoin thì hiện tại bây giờ đang giao dịch ở quanh mức giá là 33.300 đô la Mỹ, trong phiên đã giảm 0,62%. Chỉ số đô la Mỹ không ngừng tiếp tục tăng, hiện tại bây giờ đang ở mức là 92,656 điểm. Trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ cũng đã giảm và bây giờ đang ở mức là 1,451% một năm. Theo mình phát nghĩ là có khả năng là do trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ không tăng, cho nên nó đã sẽ đẩy giá vàng lên các bạn nhé. Rồi sau đây mình phát cập nhật giá vàng trong nước tại thời điểm 15 giờ buổi chiều ngày hôm nay để các bạn nắm. Theo mình phát quan sát ấy, thì ngay thời điểm hiện tại vàng trong nước mình điều chỉnh tăng ở cả hai chiều mua bán từ 50 cho đến 300 nghìn đồng một lượng. Mạnh nhất vẫn là vàng SJC các bạn nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng, tăng 300 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và 250 nghìn đồng một lượng chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng, cũng tăng 300 nghìn đồng một lượng ở chiều mua và 250 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch ở chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 550 nghìn đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu đồng một lượng, tăng 150 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và 50 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch chiều mua và chiều bán của vàng Doji là 500 nghìn đồng một lượng. Vàng PNG tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng, tăng 300 nghìn đồng một lượng chiều mua và 250 nghìn đồng một lượng chiều bán. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 150 nghìn đồng một lượng, cũng tăng 300 nghìn đồng một lượng chiều mua và 250 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG là 550 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC mua vào 56 triệu 550 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu đồng một lượng, tăng 130 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tại ngân hàng Exim Bank mua vào 56 triệu 650 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 050 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng ACB mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 56 triệu 950 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và 50 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại ngân hàng SCB mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 100 nghìn đồng một lượng, tăng 300 nghìn đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Tại ngân hàng TP Bank Gold mua vào 56 triệu 500 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và 50 nghìn đồng một lượng chiều bán. Giá vàng SJC chi nhánh các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh tăng ở cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ở chiều mua điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán tăng 250 nghìn đồng một lượng. Tại Đà Nẵng, mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Nha Trang, mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Cà Mau, mua vào 56 triệu 600 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Bình Phước, mua vào 56 triệu 580 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 170 nghìn đồng một lượng. Tại Huế, mua vào 56 triệu 570 nghìn đồng một lượng, bán ra 57 triệu 180 nghìn đồng một lượng. Tại Biên Hòa,
mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.150.000 đồng lượng. Tại miền Tây, mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.150.000 đồng lượng. Tại Quảng Ngãi, mua vào 56.600.000 đồng lượng, bán ra 57.150.000 đồng lượng. Tại Long Xuyên, mua vào 56.620.000 đồng lượng, bán ra 57.200.000 đồng lượng. Giá vàng mẫu số 9, vàng nữ trang SJC. Nhẫn mẫu số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ, mua vào 51.100.000 đồng lượng, bán ra 51.700.000 đồng lượng, tăng 50.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang mẫu số 9, mua vào 50.700.000 đồng lượng, bán ra 51.400.000 đồng lượng, cũng tăng 50.000 đồng lượng cả 2 chiều mua bán. Vàng nữ trang 24K, mua vào 49.891.000 đồng lượng, bán ra 50.891.000 đồng lượng, tăng 49.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng nữ trang 18K, mua vào 36.704.000 đồng lượng, bán ra 38.704.000 đồng lượng, tăng 38.000 đồng lượng cả 2 chiều mua bán. Vàng nữ trang 14K, mua vào 28.119.000 đồng lượng, bán ra 30.119.000 đồng lượng, tăng 29.000 đồng lượng cả 2 chiều mua bán. Vàng nữ trang loại 10K, mua vào 19.586.000 đồng lượng, bán ra 21.586.000 đồng lượng, tăng 21.000 đồng lượng cả chiều mua và chiều bán. Các bạn thân mến, như vậy là trong ngày hôm nay, mặc dù vàng thế giới cho tới thời điểm hiện tại bây giờ là 15 giờ 11 phút, vàng thế giới chỉ tăng nhẹ thôi và quanh mức giá là 1.780,3 đô la Mỹ một ounce. Thế nhưng vàng trong nước như các bạn thấy đã tăng tới 300.000 đồng một lượng. Ở chiều mua đã tiến sát 57 triệu đồng một lượng, còn ở chiều bán thì đã vượt qua 57.100.000 đồng một lượng các bạn nhé. Theo thông tin tối nay theo giờ Việt Nam, bảng báo cáo bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được thông qua. Theo Minh Phát, bảng lương phi nông nghiệp này ảnh hưởng trực tiếp đến thị trường tài chính, đặc biệt là với thị trường vàng. Và chắc chắn một điều rằng là tối nay thị trường Mỹ giá vàng sẽ biến động mạnh. Và liệu nó có vượt qua được cái mức 1.800 đô la Mỹ một ounce hay không? Chúng ta hãy cùng chờ đón xem nhé. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng lúc thời điểm 15 giờ buổi chiều ngày hôm nay trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nhớ hãy đón xem bản tin cập nhật lúc 18 giờ hoặc là 18 giờ 15 phút buổi chiều ngày hôm nay, tức là cuối ngày hôm nay, liệu xem giá vàng trong nước và thế giới có tăng tiếp tục hay không nhé các bạn nhé. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn luôn luôn vui vẻ nhé.